tồn tại trên thế gian con người làm cả điều thiện lẫn điều ác giờ đây chúng ta cố gắng tu tập giữ giới và từ bỏ điều ác khi kết quả tốt đến quý vị không nên ở dưới cái tốt đó mà hãy vượt lên trên nó nếu quý vị không vượt lên trên nó rồi thì quý vị sẽ trở thành nô lệ cho giới hạnh và cho các khái niệm của quý vị về những gì là tốt nó sẽ đưa quý vị vào sự khó khăn và quý vị sẽ phải khóc dài dài quý vị thực hành làm việc tốt nhiều bao nhiêu cũng không quan trọng nếu quý vị dính mắt vào việc ấy quý vị sẽ vẫn không có được sự tự do tự tại và sẽ phải khóc hận vì nó nhưng một người vượt lên trên cái tốt cũng như cái xấu sẽ không còn nước mắt để dành cho việc khóc lóc nữa nước mắt của họ cạn khô có thể có một sự kết thúc cho họ chúng ta nên học cách để sử dụng đức hạnh đừng để cho mình bị đức hạnh sử dụng tóm lại cốt loại giáo lý của đức phật là để chuyển hóa quan điểm của con người chúng ta có thể thay đổi nó chúng ta chỉ cần xem xét sự vật và các hiện tượng và rồi sự chuyển hóa đó sẽ xảy ra một khi sinh ra, chúng ta sẽ kinh nghiệm tuổi già, bệnh tật, chết và chia ly. Những điều này xảy ra ngay tại đây. Chúng ta không cần phải nhìn lên bầu trời hay nhìn xuống đất để thấy được chúng. Pháp, chân lý, đam mà, mà chúng ta cần phải thấy và biết có thể được nhìn thấy ngay đây ở bên trong chúng ta trong từng mỗi khoảnh khắc mỗi ngày. Khi người nào đó sinh ra chúng ta tràn đầy niềm vui. Khi có người qua đời, chúng ta đau buồn. Đây là cách mà chúng ta sống cuộc đời của chúng ta. Đây là những điều mà chúng ta cần phải biết về chúng. Nhưng chúng ta vẫn chưa thật sự xem xét chúng cho thật kỹ lưỡng và chưa nhìn thấy sự thật. Chúng ta bị xa lầy trong sự vô minh này. Chúng ta hỏi, khi nào chúng tôi sẽ thấy Đam Ma? Nhưng Đam Ma thì ở ngay đây, có thể được nhìn thấy ngay trong khoảnh khắc hiện tại này. Đây là Dhamma chúng ta nên học hỏi và thấy. Đây là những gì Đức Phật dạy. Ngài không dạy về thần linh, ma quỷ, naga, chư thiên, bảo vệ những á thần dự tình ghen tị và các dông hồn này nọ. Chú thích Naga từ Bali dùng để chỉ chúng sanh quải trời có hình dạng giống loài rắn cũng có thể được dùng để chỉ những động vật dũng mãnh như loài voi ngài dạy những điều mà chúng ta nên biết và thấy đây là những sự thật mà chúng ta thật sự cần phải thấu đạt các hiện tượng bên ngoài là như vậy đấy chúng thể hiện ba đặc tướng chú thích Ba đặc tướng là các đặc tính của mọi sự vật và các hiện tượng vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến tất cả những điều này và quán chiếu chúng một cách nghiêm túc, chúng ta có thể đạt được trí tuệ đích thực. Nếu điều này là một điều gì đó không thể thực hiện được thì Đức Phật đã không nhọc công để nói về nó làm thế nào mà hàng chục và hàng trăm ngàn người theo Ngài đã đạt được sự chứng ngộ? Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến việc xem xét sự vật và các hiện tượng, chúng ta có thể đến để biết. Giáo Pháp Dhamma là như thế. Chúng ta đang sống trong thế gian này, Đức Phật muốn chúng ta biết thế gian. Sống trong thế gian, kiến thức mà chúng ta đạt được đến từ thế gian. Đức Phật được cho là một vị Lokavidu, bậc thông suốt thế gian. Đây là một người sống trong thế gian nhưng không bị mắc kẹt trong đường lối của thế gian. Sống trong tham và sân nhưng không bị mắc kẹt trong tham và sân. Điều này có thể dùng ngôn ngữ thông thường để nói và giải thích. Và Đức Phật đã dạy chúng ta theo cách như vậy. Thông thường, khi chúng ta nói về Atta, tự ngã, là đang nói về tôi và của tôi. Bạn và của bạn. Nhưng tâm vẫn có thể liên tục nhận chân một cách rõ ràng rằng không có một cái ngã nào đang hiện diện trong lúc đang nói. Vô ngã, Anatta. Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi chúng ta nói chuyện với con cái, chúng ta nói theo cách này. Khi giao thiệp với những người trưởng thành, chúng ta nói theo cách khác nếu chúng ta sử dụng những từ thích hợp cho trẻ con để nói chuyện với người lớn hoặc sử dụng những từ của người lớn để nói chuyện với trẻ con sự việc sẽ chẳng đi đến đâu trong việc sử dụng các quy ước sao cho thích hợp chúng ta phải biết khi nào thì chúng ta đang nói chuyện với trẻ con vẫn có thể thích hợp khi nói về tôi và của tôi bạn và của bạn dân dân nhưng điều đang diễn ra trong tâm của quý vị trong lúc nói đó là pháp chân lý đam ma đang trú vào trong sự nhận chân về việc không có một cái ngã quý vị nên có loại nền tảng này vì vậy đức phật dạy rằng quý vị nên lấy đam ma làm nền tảng cơ sở và sự thực hành của quý vị khi đang còn sống trên thế gian sẽ không đúng khi quý vị lấy ý kiến sự ham muốn và quan điểm của mình để làm cơ sở. Quý vị nên lấy đam ma làm chuẩn mực cho chính mình. Nếu quý vị lấy chính mình để làm chuẩn mực, quý vị chỉ quan tâm đến chính mình. Nếu quý vị lấy một người nào khác làm chuẩn mực cho quý vị, quý vị chỉ đơn thuần say mê người đó. Say mê chính mình hoặc say mê người khác thì không phải là con đường của pháp, chân lý, đam ma. Dharma không nghiêng về bất kỳ người nào hoặc chạy theo một tính cách nào. Nó đi theo sự thật. Nó không đơn giản thuận theo những cái thích và không thích của chúng ta. Những phản ứng theo thói quen như vậy không dính dáng gì đến sự thật của sự vật và các hiện tượng. Nếu chúng ta thật sự xem xét tất cả những điều này và thẩm sát thấu đáo để biết sự thật, rồi thì chúng ta sẽ bước chân vào con đường đúng cách sống của chúng ta sẽ trở nên đúng suy nghĩ sẽ đúng hành động và lời nói của chúng ta sẽ đúng vì vậy chúng ta nên thật sự xem xét tất cả những điều này tại sao chúng ta khổ đó là do sự thiếu hiểu biết của chúng ta chúng ta không biết nơi mà sự vật và các hiện tượng bắt đầu và kết thúc không hiểu nguyên nhân của chúng đây chính là sự thiếu hiểu biết ở đâu có sự thiếu hiểu biết này thì ngay tại đó các ham muốn khác nhau sẽ sinh khởi và do bị chúng thúc đẩy, chúng ta tạo nhân cho khổ. Và do vậy, quả nhận được chắc chắn phải là khổ. Khi quý vị nhóm củi và đánh lửa một que diêm để châm vào đó, nhưng lại mong rằng sẽ không có chút sức nóng nào được tạo ra. Mong như vậy liệu có được chăng? Quý vị đang tạo ra một ngọn lửa phải vậy không? việc này tự thân nó chính là căn nguyên nếu quý vị hiểu được những điều này thì ngay tại đó giới hạnh sẽ sinh khởi pháp chân lý đam ma à, cũng sẽ sinh khởi ngay tại đó vì vậy hãy tự mình chuẩn bị đức phật khuyên chúng ta nên tự chuẩn bị quý vị không cần phải có quá nhiều mối quan tâm hay lo lắng về sự vật và các hiện tượng chỉ cần nhìn vào đây Hãy nhìn vào cái chỗ không có những ham muộn, chỗ không có sự nguy hiểm. Đức Phật dạy Nipana Bachayo Hotu. Hãy để những công đức này làm nhân để thành tựu Nip bàn Nipana. Nếu nó làm nhân để chứng ngộ Nipana, thì điều đó có nghĩa là nhìn vào nơi mà mọi thứ đều rỗng không. Nơi mà mọi thứ đã làm xong, nơi mà mọi thứ đã đi đến chỗ kết thúc của chúng nơi mà mọi thứ đã bị dập tắt hãy nhìn vào cái nơi không còn có các nhân nơi không còn cái ngã tôi hoặc của tôi cái nhìn này sẽ trở thành một cái nhân hay điều kiện tức duyên một điều kiện cho sự chứng ngộ nipana rồi thì việc thực hành bố thí hay sự rộng lượng sẽ trở thành một cái nhân cho sự chứng ngộ nipana tu tập giữ giới hay đạo đức sẽ trở thành một cái nhân để chứng ngộ Nipana. Nghe Pháp trở thành một cái nhân để chứng ngộ Nipana. Như vậy chúng ta có thể dành tất cả mọi hoạt động tu tập theo giáo Pháp Dhamma của chúng ta để làm nhân cho việc thành tựu Nipana. Nhưng nếu chúng ta không hướng tới Nipana, nếu chúng ta không ngừng nhìn vào tự ngã của mình và của người, không ngừng nhìn vào sự dính mắt và bám níu điều này không thể làm nhân để chứng ngộ nipana khi chúng ta giao tiếp với người khác và họ nói về bản thân về tôi và của tôi về những gì là của chúng tôi thì chúng ta đồng ý với quan điểm này ngay tức khắc chúng ta ngay lập tức nghĩ rằng dân đúng rồi nhưng điều đó là không đúng ngay cả khi tâm đang nói phải phải chúng ta phải nỗ lực để kiểm soát nó việc này giống như một đứa bé sợ ma có thể cha mẹ nó cũng sợ ma luôn nhưng họ sẽ không thừa nhận điều này vì nó không đem lại ích lợi gì nếu họ nói họ sợ ma thì đứa trẻ sẽ cảm thấy không có ai để bảo vệ che chở cho nó không dĩ nhiên là ba không sợ đừng lo bà đang ở đây không có ma quỷ gì đâu không có gì phải lo lắng cả người cha có thể thật sự cũng sợ ma nữa nhưng nếu ông ta bắt đầu nói về chuyện sợ ma rồi thì tất cả mọi người sẽ hoảng sợ về những con ma đến nỗi cả nhà họ cha mẹ và đứa con sẽ nhảy dựng lên tháo chạy và cuối cùng là bỏ nhà bỏ cửa mà đi luôn đây là do không có sự khéo léo thiện xảo quý vị phải nhìn vào sự vật và các hiện tượng cho thật rõ ràng và biết làm thế nào để đối phó giải quyết chúng ngay cả khi quý vị cảm thấy rằng những gì xuất hiện đang đánh lừa con mắt của quý vị là thật quý vị phải nói với chính mình rằng chúng không phải là thật hãy đi ngược với nó như vậy đó hãy tự dạy mình ở trong tâm như vậy khi tâm đang trải nghiệm cái thế gian được xây dựng trên niềm tin vì một cái ngã có thật nói nó đúng với sự thật quý vị phải nói cho được với nó không đúng với sự thật quý vị nên để cho mình nổi trên mặt nước đừng để cho dòng nước lũ của các thói quen của thế gian nhấn chìm quý vị nước nhấn chìm tâm của chúng ta nếu chúng ta chạy theo sự vật và các hiện tượng chúng ta đã từng bao giờ nhìn vào những gì đang xảy ra liệu sẽ có một người nào đó đang canh chừng ngôi nhà chứ nipana bachajo hotu hãy để những công đức này làm nhân để thành tựu nip bàn nipana chúng ta không cần nhắm vào bất cứ điều gì hoặc mong muốn bất cứ điều gì cả chỉ cần nhắm đến nipana tất cả những thứ như sự trở thành tức hữu và sinh phước báo giới hạnh đều là đường lối của thế gian đừng hướng tới đó chúng ta không cần phải ước muốn nhiều thứ chẳng hạn như tạo phước báo và nghiệp tốt hy vọng rằng nó sẽ giúp chúng ta đạt đến một trạng thái tốt hơn chúng ta chỉ hồi hướng chúng trực tiếp cho đạo quả giải thoát niết bàn Nippan, nipana nếu chúng ta muốn giới hạnh sila muốn sự thanh tịnh chúng ta rốt cuộc chỉ dậm chân tại chỗ không cần thiết phải mong muốn những thứ này chúng ta chỉ nên muốn một nơi có sự kết thúc rốt ráo sự việc là như vậy đấy trong suốt tất cả các tiến trình trở thành tức hữu và sinh của chúng ta tất cả chúng ta đều lo lắng khủng khiếp về rất nhiều thứ khi có sự chia lìa khi cái chết đến chúng ta khóc than bản thân sư chỉ có thể nghĩ được một điều là việc này mới thật là xuẩn ngốc làm sao chúng ta đang khóc về điều gì vậy quý vị nghĩ những người đó đang có thể đi đâu được cơ chứ nếu họ vẫn còn bị ràng buộc trong các tiến trình trở thành tức hữu và sinh thì họ thật sự không thể đi đâu cả khi những đứa trẻ lớn lên và chuyển đến ở tại thủ đô bangkok thì chúng vẫn nghĩ về cha mẹ của chúng. Chúng sẽ không nhớ cha mẹ của những người khác, chỉ nhớ cha mẹ của chính mình thôi. Khi chúng trở về, chúng sẽ về nhà của cha mẹ chúng, chứ không đến nhà của ai khác. Và khi chúng đi xa một lần nữa, chúng vẫn sẽ nghĩ về nhà của chúng ở Ubon đây thôi. Liệu chúng sẽ nhớ một nơi nào khác? Quý vị nghĩ sao? Vì vậy, khi hơi thở dứt và chúng ta chết cho dẫu chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp sống nếu các nhân của các tiến trình trở thành hữu và sinh còn vẫn tồn tại ý thức vẫn sẽ có khả năng cố gắng để sinh vào một nơi quen thuộc với nó sư nghĩ rằng chúng ta đã quá sợ hãi về tất cả những điều này vì vậy xin quý vị đừng khóc quá nhiều khi cái chết hay chia lìa xảy đến Hãy suy nghĩ về điều này. Cam măng sati viparati nghiệp dẫn chúng sanh tái sinh vào các cuộc sống khác nhau. Họ không đi đâu xa, cứ lộn tới lộn lui trong dòng sinh tử. Tất cả chỉ có vậy, họ chỉ thay đổi cái diện mạo bên ngoài, xuất hiện với một bộ mặt khác vào lần tái sinh mới. Nhưng chúng ta không biết điều này, cứ đến rồi đi, đi và rồi quay trở lại trong dòng luân hồi samsara chứ không thật sự đi đâu cả chỉ dậm chân tại chỗ đó vậy thôi giống như một quả xoài bị rung cho rụng xuống đất giống như tấm lưới không mắc vào tổ của con ong dò dẻ và rơi xuống đất chúng chẳng đi đâu cả chỉ nằm một chỗ đó thôi vì vậy đức phật dạy nipana bachayo hotu hãy để nipana là mục tiêu duy nhất của các ông hãy nỗ lực phấn đấu để thành tựu mục tiêu này đừng để cho mình rút cuộc giống như quả xoài rơi xuống đất và nằm yên tại chỗ hãy chuyển hóa cái nhìn của quý vị về sự vật và các hiện tượng như vậy nếu quý vị có thể thay đổi cách nhìn của quý vị quý vị sẽ biết được sự an bình rất lớn hãy thay đổi hãy đến để thấy và biết. Quả thật, đây là những điều chúng ta thật sự cần phải thấy và biết. Nếu quý vị thấy và biết, còn nơi nào khác quý vị cần phải đến nữa cơ chứ? Giới hạnh sẽ được dung bồi, Pháp, chân Lý, Đam Ma sẽ đơm qua kết trái. Chẳng có gì là xa xôi, nằm ngoài tầm tay cả. Vì vậy, hãy quan xét việc này. khi quý vị chuyển hóa cái nhìn của quý vị quý vị rồi sẽ nhận ra rằng việc này giống như nhìn lá rụng từ trên cây xuống khi những cái lá vàng và khô héo chúng rơi từ trên cây xuống và khi mùa khác đến chúng bắt đầu xuất hiện trở lại có ai khóc khi lá rụng hoặc cười khi chúng mọc xanh tươi trở lại nếu quý vị đã khóc cười như vậy thì quý vị điên có phải vậy không chỉ vậy thôi nếu chúng ta có thể nhìn sự vật và các hiện tượng theo cách này chúng ta sẽ ổn chúng ta sẽ biết rằng đây chỉ là cái trật tự tự nhiên của sự vật và các hiện tượng chúng ta có trải qua bao nhiêu lần sinh điều đó cũng không quan trọng nó sẽ luôn luôn như thế này khi chúng ta nghiên cứu giáo pháp đạt được sự hiểu biết rõ ràng và có sự thay đổi thế giới quan của mình như thế này, chúng ta sẽ có được sự an bình và không còn quan mang trước những hiện tượng của thế giới này. Nhưng điểm thật sự quan trọng là chúng ta hiện đang có cuộc sống của chính mình, chúng ta đang trải nghiệm những kết quả của những việc làm trong quá khứ ngay trong hiện tại này. Khi có người được sinh ra trên thế gian đây là sự thể hiện của những hành động trong quá khứ cho dù hạnh phúc hay đau khổ những gì mà chúng sinh có được trong hiện tại đều là kết quả của những gì họ đã làm trước đây nó được sinh ra trong quá khứ và trải nghiệm trong hiện tại sau đó cái kinh nghiệm hiện tại này lại làm cơ sở cho tương lai vì chúng ta dưới sự tác động của nó sẽ tạo thêm các nhân mới và do vậy những kinh nghiệm trong tương lai đến lượt nó sẽ trở thành quả việc chuyển sự sinh từ kiếp sống này sang kiếp sống kế tiếp theo cũng sẽ xảy ra theo cách như vậy quý vị nên hiểu điều này việc lắng nghe pháp phải giải quyết được sự hoài nghi của quý vị nó phải làm rõ quan điểm của quý vị về sự vật và các hiện tượng và thay đổi cách sống của quý vị khi hoài nghi được giải quyết nó có thể đặt dấu chấm hết cho đau khổ quý vị không còn tạo ra ham muốn và sự khổ tâm rồi thì bất cứ điều gì mà quý vị trải nghiệm nếu có chút gì đó làm cho quý vị không vừa lòng quý vị sẽ không đau khổ bởi vì quý vị hiểu bản chất có thể thay đổi của nó ngược lại nếu nó làm cho quý vị hài lòng quý vị sẽ không vì vậy mà bị nó cuốn đi và trở nên say sưa với nó do bởi quý vị đã biết cách để buông bỏ sự vật và các hiện tượng một cách đúng đắn quý vị duy trì cách suy nghĩ trong sự quân bình bởi vì quý vị hiểu vô thường và biết cách để giải quyết mọi thứ theo đam ma quý vị biết rằng hiện tượng tốt và xấu luôn luôn thay đổi bị các hiện tượng bên trong quý vị sẽ hiểu các hiện tượng bên ngoài, không bị dính mắc với các hiện tượng bên ngoài. Quý vị sẽ không bị dính mắc vào các hiện tượng bên trong. Hãy quan sát mọi hiện tượng bên trong hoặc bên ngoài của chính mình, chúng đều hoàn toàn giống nhau. Bằng cách này, chúng ta có thể trú trong một trạng thái tự nhiên, đó là sự an bình và vắng lặng. Nếu chúng ta bị chỉ trích Chúng ta vẫn không bị làm phiền. Nếu chúng ta được khen ngợi, chúng ta cũng không gì đó mà bị sao động. Hãy để yên mọi thứ theo cách như vậy. Đừng để cho mình bị ảnh hưởng bởi người khác. Đây là sự tự do, tự tại. Nếu biết được bản chất của hai cực đoan thì con người có thể trải nghiệm sự an vui. Họ không dừng lại phía bên này hoặc phía bên kia đây là sự hạnh phúc và an bình đích thực vượt qua tất cả mọi thứ trên thế gian họ vượt qua mọi thứ thiện và ác vượt trên nhân và quả vượt qua sinh và tử sinh ra trên thế gian này nhưng con người có thể vượt qua thế gian vượt ra ngoài thế gian biết thế gian đây là mục tiêu trong sự giáo huấn của đức phật ngài giáo huấn chúng sinh không nhằm mục đích làm cho mọi người đau khổ Ngài mong muốn mọi người đạt được sự bình an, biết được bản chất thật của sự vật và các hiện tượng và có được trí tuệ. Đây là pháp, chân lý, dhamma, biết bản chất của sự vật và các hiện tượng. Bất cứ điều gì tồn tại trên thế gian đều là thiên nhiên, chúng ta không cần phải bối rối về nó. Bất cứ quý vị đang ở đâu, các định luật đều áp dụng tương tự. Điểm quan trọng nhất là trong khi chúng ta có cuộc sống, chúng ta nên rèn luyện tâm để nó giữ được sự quân bình đối với mọi thứ. Chúng ta sẽ có thể chia sẻ của cải và tài sản của chúng ta. Khi cần thiết, chúng ta sẽ chia sẻ phần nào những gì chúng ta có cho những người đang cần với một thái độ như thế chúng ta đang cho con cái của chính chúng ta vậy. Chia sẻ như thế này khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và nếu chúng ta có thể cho đi tất cả của cải của chúng ta thì bất cứ khi nào hơi thở của chúng ta ngừng lại chúng ta sẽ không còn sự dính mắt hoặc lo lắng nào cả bởi vì tất cả mọi thứ đã được cho đi và chúng ta thanh thản đức phật dạy để chết trước khi quý vị chết để hoàn thành mọi thứ trước khi chúng được hoàn thành và rồi quý vị có thể thoải mái hãy để mọi thứ dở trước khi chúng bị dở hãy để chung kết thúc trước khi chúng được kết thúc đây là ý định của đức phật trong việc giảng dạy giáo pháp dharma thậm chí nếu quý vị lắng nghe giáo lý trong một trăm hay một ngàn kiếp nếu quý vị không hiểu những điểm này quý vị sẽ không thể giải quyết đau khổ của quý vị và quý vị sẽ không tìm thấy sự an bình quý vị sẽ không thấy pháp chân lý dharma nhưng nếu hiểu những điều này theo đúng ý định của Đức Phật và có thể giải quyết mọi vấn đề, thì đây được gọi là thấy đam ma. Cách nhìn sự vật và các hiện tượng này có thể đặt dấu chấm hết cho khổ. Nó có thể làm giảm mọi sự nóng bức và đau khổ. Bất cứ ai có sự thành tâm cố gắng và siêng năng trong việc thực hành, những người có thể kham nhẫn, nhẫn nại, những người rèn luyện và trao dồi bản thân đến mức hoàn thiện là những người sẽ đạt được an bình và chấm dứt khổ. Cho dẫu ở bất kỳ nơi đâu, họ sẽ không đau khổ. Cho dù họ còn trẻ hay đã già, họ sẽ thoát khỏi đau khổ. Cho dù họ rơi vào bất kỳ tình huống nào, làm bất cứ công việc gì, họ sẽ không đau khổ bởi vì tâm của họ đã đạt đến nơi mà đau khổ đã cạn kiệt, nơi có sự an bình nó là vậy đấy đó là vấn đề của thiên nhiên do đó đức phật dạy rằng chúng ta hãy thay đổi nhận thức của mình và pháp chân lý đam ma sẽ hiện diện khi tâm hòa hợp với đam ma thì đam ma sẽ đi vào tâm tâm và đam ma trở nên làm một không còn sự khác biệt giữa chúng nữa đây là điều mà những người thực hành sẽ chứng nghiệm sự thay đổi về quan điểm và kinh nghiệm của chính mình đối với sự vật và các hiện tượng. Toàn bộ giáo pháp dhamma là bachatam, tự ngộ. Dhamma không thể đem đi cho, đó là điều không thể. Nếu chúng ta cho dhamma là khó thì nó sẽ là một cái gì đó khó. Nếu chúng ta cho nó là dễ thì nó sẽ dễ. Bất cứ ai quán chiếu nó và thấy được một điểm thì không cần phải quán chiếu để biết nhiều thứ khác. Thấy một điểm, thấy sinh và tử, thấy sự sinh khởi và hoại diệt của các hiện tượng theo đúng bản chất của chúng. Chúng ta sẽ biết tất cả mọi thứ. Vấn đề của sự thật là như vậy. Đây là con đường của Đức Phật. Đức Phật giảng dạy giáo pháp vì ước muốn đem lại sự lợi lạc cho tất cả chúng sinh ngài muốn chúng ta vượt qua khổ và đạt được sự bình an chúng ta trước tiên không cần phải chết để vượt qua khổ chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được điều này sau khi chết chúng ta có thể vượt qua khổ ở đây và bây giờ ngay trong hiện tại này chúng ta vượt qua khổ trong sự nhận thức của chúng ta về sự vật và các hiện tượng ngay trong kiếp sống này, qua quan kiến sinh khởi trong tâm của chúng ta. Sau đó thì ngồi, chúng ta vui, nằm chúng ta vui, bất cứ ở đâu chúng ta cũng vui. Chúng ta trở thành một người không còn sự khiếm khuyết, không còn kinh nghiệm những quả xấu ác và sống trong trạng thái tự do tự tại. Tâm trong sáng và yên tĩnh sẽ không còn sự tâm tối hoặc phiền não trong tâm đây là một người đã đạt đến hạnh phúc tối thượng trên con đường của Đức Phật. Hãy tự quán xét điều này cho chính mình. Tất cả quý vị là những cư sĩ, hãy quán chiếu điều này để có được sự hiểu biết và khả năng giải thoát. Nếu quý vị đau khổ, hãy thực hành để làm dơi bớt nỗi khổ của quý vị. Nếu nỗi khổ của quý vị lớn, hãy làm cho nó nhỏ lại. Nếu nó nhỏ, hãy làm cho nó chậm dứt. Mọi người đều phải làm điều này cho chính mình Vì vậy hãy nỗ lực để xem xét những lời dạy này Cầu mong cho quý vị thành công và thăng tiến Trên con đường tu tập Theo Iken Bidon